giới thiệu series tư vấn lái xe an toàn của PTI. Khi đối tượng ngồi trước vô lăng là phụ nữ, người ta vẫn cho rằng phái yếu cầm lái không vững bằng phái mạnh. Trong clip này, PTI sẽ chia sẻ với chị em những điều cần lưu ý khi lái xe ô tô. Nếu như các chị em tuân thủ những hướng dẫn sau đây, chắc chắn phái yếu cũng có thể vững tay lái như phái mạnh. Những điều phụ nữ cần lưu ý khi lái xe ô tô. 1. Hãy điều chỉnh ghế để có một vị trí thoải mái nhất. Không ngồi quá xa hay quá gần vô lăng. Việc này sẽ giúp chị em bớt mệt mỏi trong quá trình lái, có vị trí quan sát tốt nhất, hạn chế tổn thương khi va chạm và không gây cản trở đến thao tác xử lý khi các tình huống bất ngờ xảy ra. 2. Điều chỉnh gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu của ô tô giống như đôi mắt thứ hai của tài xế, giúp quan sát các phương tiện, chướng ngại vật hai bên, phía sau xe, trong quá trình di chuyển trên đường và khi dừng, đổ, lùi xe. Vì vậy, chị em hãy điều chỉnh gương chiếu hậu để có tầm quan sát tốt nhất. 3. Thử chân ga, chân phanh nhiều lần. Với thao tác này, chị em sẽ biết độ nặng nhẹ của chân côn, ga và phanh, giúp điều phối lực ở chân phù hợp khi lái xe. Đối với phanh, trước khi nổ máy, chị em hãy đạp vào chân phanh 3-5 lần. Nếu chân phanh cứng lại và đứng yên, tức là hệ thống trợ lực hoạt động tốt. Trường hợp nếu không nổ máy mà đạp chân phanh thấy hẩn và nhấn bao nhiêu lần cũng được, nghĩa là hệ thống trợ lực chân không đã mất tác dụng, hãy gọi ngay cho thợ sửa xe kiểm tra, đừng mạo hiểm đưa xe ra đường. 4. Không áp sát xe phía trước và lùi quá gần với vật cản phía sau. Khi tham gia lưu thông trên đường hay lùi xe, chị em hãy cho xe dừng hoặc đổ xa hơn bình thường để tránh những va chạm không đáng có. Hãy giữ khoảng cách phù hợp đối với xe phía trước để có nhiều thời gian xử lý trong trường hợp tình huống bất ngờ xảy ra. 5. Không dùng điện thoại khi đang lái xe. Sử dụng điện thoại khi lái xe là một điều tuyệt đối không được làm. Chỉ một giây phút sao nhãng là chị em hoàn toàn có thể gây ra tai nạn. 6. Tuyệt đối không đạp thốc ga vì có thể chị em không làm chủ được sức mạnh của xe. Khi tăng tốc, xe sẽ lao đi mà không thể kiểm soát. 7. Lựa chọn giày thích hợp cho việc lái xe ô tô. Giày cao gót có mặt đế rất nhỏ, phần gót dài, rất dễ khiến cho chân bị trượt khỏi bàn đạp. Giày bốt cổ cao sẽ thường làm từ chất liệu cứng, sẽ làm giảm đi độ linh hoạt của khớp chân. Chúng khiến phản ứng của chị em rất chậm trước những tình huống bất ngờ, dễ dẫn đến tai nạn. Vì thế, chị em hãy tránh các loại giày cao gót, giày bốt cổ cao, hãy dự phòng một đôi giày đế thấp để sử dụng khi lái xe. 8. Mang đầy đủ giấy tờ cần thiết. Chị em hãy đảm bảo mang đủ những loại giấy tờ sau. 1. Giấy đăng ký xe. 2. Giấy phép lái xe. 3. Giấy chứng nhận đăng kiểm. 4. Là giấy chứng nhận bảo hiểm của PTI. Đặc biệt, hãy mang giấy chứng nhận bảo hiểm của PTI có ghi số hotline 1900 545475. PTI, người bạn đích thực, sẽ hỗ trợ chị em 24/7 trên 63 tỉnh thành trong trường hợp xấu xảy ra. PTI hy vọng với 8 điều nhắc nhở, chị em phụ nữ sẽ cẩn thận hơn trong việc lái xe ô tô, giảm thiểu những tổn thất không đáng có.